hai cựu cảnh sát giao thông An Giang bị bắt. Ông Nguyễn Hoài Ân, Võ Chí Linh bị cáo buộc hồi còn làm cảnh sát giao thông công an An Giang đã can thiệp vào phần mềm hệ thống quản lý để cấp biển số đẹp theo đơn đặt hàng. Ngày 15 tháng 7, ông Ân, 47 tuổi, và Linh, 37 tuổi, bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Ân là đội phó đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Linh là cấp dưới của ông Ân, đã xuất ngũ cuối năm ngoái. Khám xét nhà ông Ân, cơ quan điều tra thu giữ 11 biển số mô tô đẹp, một cặp biển số ô tô và các tài liệu khác. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra ông Nguyễn Bá Quận, cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh An Giang, đã bị bắt 3 tháng trước về cùng hành vi. Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Quận, Ân và Linh đã lợi dụng nhiệm vụ được phân công, cố ý can thiệp vào hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để cấp biển số ô tô theo yêu cầu cho người dân và doanh nghiệp nhằm trục lợi.